Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần của tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra một vụ bắt cóc một bé gái 9 tuổi. Rất may bé gái đã được giải cứu trên đường, đối tượng này đưa bé đi chạy trốn. Theo lời kể của ông Giàng Seo Sang, bố của bé gái, vào trưa ngày 22 tháng 1, bé gái đang chơi cùng một số bạn thì bị một người lạ đến bắt đi. Ngay sau khi phát hiện, ông đã truy đuổi đến khu vực mốc 190 tại thôn Hậu Cấu, xã Chí Cả. Tại đây, ông đã vật lộn, răng co với đối tượng và cứu được cháu, còn đối tượng chạy trốn vào rừng. Trong lúc vật lộn với tên bắt cóc, hai bố con đều bị thương, bé gái bị thương ở vùng đầu và ở bàn tay trái. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bé gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Xín Mần để điều trị. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần, hiện tại sức khỏe của bé gái cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn có những biểu hiện sợ hãi, ám ảnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.